Xin chào các bạn. À, đúng nhỉ. Xin chào các bạn đến với buổi live stream của mình. Đã. Xin chào tất cả các bạn đến với buổi live stream của mình. Các bạn ơi, mình sắp chết rồi các bạn ạ. Các bạn mình tính ra từ từ chờ một tí được các bạn. Nó đi đây. Đây, đang ấy đây. Mọi người giận cứng. Từ từ nốt game đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi vẫn còn sống các bạn ạ. Ok. Mẹ có vị đây. Mẹ, em có vị. Đi 15-30 phút thôi, chị đi đổ xăng luôn mà. Thôi chờ chị tối đi làm. Có chứ mày. Chiều con đi chứ. Ô, có mà. Alo ngon chị đẹp ơi. Alo ngon chị yên này. Thôi đừng nói nhanh như nhau mà. Đang chuẩn bị đến rồi đấy. Ai à? Chị á? Em chị đang ở đây này. Ngày thứ ba rồi, ngày mai nữa em hết. Em ngày thứ ba em còn 4 ngày nữa. Có khẩu trang không? Có cái mịt. Có cái em đang đeo này. Khẩu trang hay đâu nhở? Ui, quên chạy bật tên dưới đó. Về làm rất ngủ giờ đến được. Ừ. Đây lại nghe mấy cái tiếng xào. Đây em chuẩn bị bật xì xay sôi. À quay đâu? Vẫn là cái áo hôm qua mà. Em có lên về phòng ngủ không nhỉ? Có ạ, chị về đi. Thôi để em ngồi em quay video tầm vài phút đã. Đây bật video lên. Bật em bật video cũ. Xóa rồi. Ôi. Ngày chúng ta phải thay đồ chứ. Xin chào tất cả các bạn. Mà ta sẽ tiếp tục nha. Đâu phải để mãi thế được. Đúng không? Đi về phòng ngủ thôi. 1 giờ đấy được. 1 rưỡi. Ngủ cho nó thoải mái. Chúng ta phải có sức thì chúng ta mới làm lại. Đúng, được. Có sức mới làm lại. Rồi bằng em đi, em làm tiếp. Đẹp này. Hello, hello. Làm các bạn để chào mừng các bạn đến với livestream của mình. Em 100 nữa thì phải. 100 nữa một rưỡi. Đấy. Chắc không? Chắc không? Đấy rồi. Đây. Nhẹ đến buồn cười. Làm thơ. Thơ rồi. Cái này nhạt. Nhưng mà nó chuẩn. Kỳ Nha Trang ra đấy. Ok, vì sao? Này ngoài siêu thị có nhỉ? Ờ, nằm mà. Trời đẹp lắm. Thôi. À, nếu mang xuống mời là chị. Là tốt rồi. Tối ăn. Chị ạ.
bắt chụp được. Để luôn mới đấy. Nghiệp ơi, 700 rồi nghỉ đi. Nghiệp, 700 rồi nghỉ thôi. Em quay tầm mấy phút để em đi về. Đúng rồi. Cứ đến tháng là đau lưng. Không thể là ngủ được. Hôm qua đau hết đầu. Chị Điệp, bây giờ chị Điệp đau lưng nhá. Đến tháng đau lưng thì đố nhân đôi. Chỉ mấy ngày nữa. Chỉ mấy ngày nữa. Cái này tuần nào thì hết. 2-3 tháng nữa là... À đâu? 2-3 tháng ở đây là em chỉ yến đều đều. 2-3 tháng ở đây em chỉ yến đều đều. Đâu đi? Đến. Quay về quá. Tao cũng làm chân, trước hơn một ngày đấy mà thôi là xong hơn. Nếu mà... Thì nó sẽ đến trước hơn. Em ấy bảo là nếu mà tầm 45 tuổi là không có nữa nhở? 45 hay 50 ấy? Chỉ có gì ạ? Chắc tao 10 rồi mày. Ủa, alo. 45-50. Chưa già lắm. Tự nhiên là nói thế. Tao 30 rồi, à, 28 thôi. Nhà sư tội là 29. 29. Chịu chị Điệp thật. Người ta bảo 45-50 chứ. Tầm đó. Bây giờ còn trẻ. Đấy, chuyện đấy rồi. Hả? Thì lần trước học, lần trước học là thế mà. Vào, để gỡ chứ. Lần trước bọn em học là thế tầm đó. Ôi, đây, còn đòi. Từ hôm qua, bước ra. Thế mà kiểu là những ai mà đến, cái kiểu là đến sớm ấy thì nó sẽ hết sớm. Đúng. Vào luôn không? Nó sẽ hết muộn. Đúng. Kinh. Kinh. Thế kinh. Thế tầm 4. Lên. Lên. Nào. Lên luôn. Lên. Đi. Em sợ anh đây. Ừ. Anh sợ em thôi đúng không? Nó đi ngay gọi nhân viên nó đi chống nhà mình một đứa chứ. Bên kia qua đằng nhà xem. Lên ngay. Rồi. Cái gì? À qua đằng nhà xem nó lên ngay. Đi mình chưa xong quay xuống nhìn thấy hai đứa đi bậc thang rồi chạy không chạy. 5 phút. Em chờ. Chờ làm gì? Đi rồi. Đấy. Bây giờ. Cho đến số 12. Đấy, 7 phút. Nhấc cái chân lên. Điên mẹ. Rồi nhấc chân nhấc chân. Đúng không? Sao tao vừa làm người? Ok. Ok. Anh nhấc chân đi. Ok. Là đứng dậy đi nên từng bốn chuẩn. Lên đi anh em. Đây, có người lên anh Bảnh ơi. Lên đi. Ồ, có người lên này, hai người lên em. Hai người lên làm việc. Mẹ con. Đi anh em. Con nghĩ này lâu ngày ngon này. Đấy, chị em chào tất cả các bạn. Mà lấy cái son ra mà nó không bị nhòe ra cái miệng không? Bớt, ít đi cũng được. Rút thẳng ra, xong mà mình bôi hết đi. Chứ đừng có quệt, mình rút gì nó có quệt. Quệt vào đấy. Nhưng mà bé lắm. Hả? Đầu nó bé lắm. Có ai là bé à? Nó chỉ dính ở trên thôi, nó không dính ở ngoài. Của em. Nó dính ở, nó có dính ở cái gì dính ở trong đúng không? Ừ.
Nó bị nghe nhất ra ngoài. Không, nó không nghe nhất ra ngoài. Còn nếu như mà em quẹt quẹt lên nó nhiều quá, nó sẽ đẩy nó nghe nhất ra ngoài. Nếu mà em không muốn nó dính vào vòng miệng thì em tìm vít, đục vít ra, xếp vào vít này. À, thế thì em phải thực hành trên người anh Giang rồi. Thì em lỡ dính vào miệng, em dính vào vít rồi. Ok anh. Mà sau này em mua cùng chị em với chị nhưng mà em vẫn chưa dùng. Sao mà ba xe đấy hả? Vâng. Nhưng mà nó dùng đâu? Em chưa dùng. Em vừa mới dùng một thỏi Bacro, còn là một thỏi ba xe, một thỏi A12 Bacro, một thỏi Mac, một thỏi cái thỏi gì nhỉ? Quên bố tên rồi. Thỏi gì mình hay dùng ấy nhỉ? Chị đâu? Cái thỏi gì nhỉ? BBA. Ờ đúng rồi, BBA. Người ta gọi BBA hay BBA? BBA. Em gọi là BBA. Em gọi BBA. BBA là cái gì? Biết thế, có nhiều con đứa nó gọi BBA. Thế là chỉ biết là BBA hay BBA. Em gọi BBA. Quen rồi. Nhưng mà đa số thì thấy nhiều người BBA. Lúc nào chả thế. Ôi kìa. Chị điểm xem tin nhắn kìa. Lương tháng này thì là nó lại phải tính ở lương tháng trước. Thì qua chứ còn lương tháng này thì mùng 10 tháng 6 được nhận mà. Ừ. Thì là cái lương tháng vừa rồi ấy. Thì anh đang hỏi lương tháng vừa rồi mà. Thì đấy. Lương tháng vừa rồi thì mình ra. Còn lương tháng này thì lô. Nhưng mà thì phải tháng 6 mà đi. Chị hỏi đi, em chị không biết mở lời như nào. Chị nhắn đi, chứ bây giờ em nhắn không được đâu, em có nhận lương đâu em biết. Đấy, em bảo là các chị hỏi thế này thì không được đâu, các chị nhắn trực tiếp, thật sự. Chị điệp. Nhắn hỏi đi.
Thế thì phải nhắn rồi từ bây giờ chứ đúng không? Thì đấy thì bây giờ chị phải nhắn chứ. Cùng chị không nhắn hỏi à? Chứ hỏi nhá. Bây giờ hỏi là thế là lương tháng này để hết là đi mua đồ hay như nào? Chứ bây giờ ý có ngắn. Giờ ai muốn nhận thì phải hỏi rõ. Đau lòng. Mà nhớ biết hết. Ô, tất nhiên. Sao tất nhiên? Em biết. Còn nếu mua cái bảng này. Nó lên giờ rồi. Không. No. Xin phải lăng lô nữa ta. Chỉ 2 năm được hàng ạ. Cố gắng lên một tí nữa thôi. Rồi các bạn ạ, à, tôi đi về đi. Anh Linh luôn gửi tiếp ảnh. Vâng ạ. Thế nào lâu như vậy. Hỏi thế thì mất quan điểm. Sắp đồ lên đường đi về. Hello, đi về không? Ê, chào. Chào tất cả các bạn. Lên lên lên. Chai xác được. Nghe trông sợ nhỉ. Mình có làm cái gì đâu. Lúc này nó vào VF, VF là nó với cái này nó nhanh nhanh. Không phải người ta đổi đâu. Nó bị xếp tung ra. Nhưng mà không vào thì sẽ không sao. Đúng rồi. Vào là bị chứ không phải là do người ta đấy. Cất tôi đâu ăn được cắm một tay.
Nhưng còn hơi bị ít. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với livestream chuyên livestream TikTok của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục livestream những tựa game hot. Như chim hot, cây nhiều người chơi các thứ thì các bạn có xem. Đúng rồi thế. Nói mày. Công nhận. Từ lúc đến giờ nó sắm không biết nhận không bao nhiêu thế rồi. Em thấy chị khổ ấy bảo là váy body gấp kiểu thế rồi. Chị Điệp, hãy đi châu Âu đi, châu Âu mát lắm. Đà Nẵng, TP là gì nhỉ? Thành phố. Không, hai thành phố mà. Nha Trang biển rất đẹp hơn, mẹ trong bắt luôn. Tùy chỗ thôi chị. Hả? Không biển đẹp hơn mà. Đấy lại đang đổi địa chỉ đi sao? Thì có đi máy bay đúng không nhỉ? Không. Nhà Trang chẳng phải đi sao? Nhà Trang phải đi. Nhà Trang phải đi rồi. Đi ô tô từ đây lên đấy là tình cảm. Kiếm thêm vài vào chị. Một là gì? Một không là gì cả. Trời ơi, hết mẹ luôn. Từ từ nốt đã. Cái gì mà từ từ, đây này. Hạng 6 này, hạng 5 này. Này. Còn đúng con nào trắng đang chờ ta.
Đấy. Đi thôi. Này, em có bằng chứng video là anh Giang gọi em lên bằng 4. Em để phát cả trưa luôn. Bằng chứng này. Đừng đùa. Thank you.
Hãy
Đây, hai dây này. Thì hai dây này mà thả ra ngoài một tí nữa là kéo nó bóng xuống. Cách như này. Nhưng mà lắp được cái nó. Đấy, chỉ cần lấy một tí thôi là xong là mình
kéo bắt buộc cái dây cái bờ cái phần cái cục gạch rồi nó kéo nó hơi bắp xuống rồi nghĩa là nó trôi xuống mà không thì đẩy nó cực cao lên mà không đẩy đẩy nó căng ra ngoài cũng được tức là đẩy lên thì nó càng 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 ấy vào trong trong này bên ngoài nó càng ngừng bắp bên trong này mà được rồi cái bắp như này đấy là không bắp được mà hai cũng không đẩy cái kiểu được khi đẩy thì nó càng dồn nó lên mình chỉ cần ấy một tí thôi mình sửa này là được. Đây, được hai dây này là nó cũng rất là được. Cái này còn gì? Còn hai bay chưa? Thấy chị là này. Thank you.
Thank you.
đi, cứ làm chậm quá đi rồi. Hôm nay đi đâu ấy? Chê em gái không ơi. Các bạn đã quay trở lại với trên lầu của mình. Dừa nữa. Không có chỉ ăn bánh mì dừa, nước dừa. Nay thiếu bánh mì dừa đó chị ạ. Là con ngô. Chị không biết đi làm à? Nghỉ mà. Mọi người ạ. Vài ngủ là ngủ ngon rồi đấy. Sống là ngủ ngon rồi đấy. Chợ nằm được nằm ấy. Chết à? Chị đẹp 900. Chị đẹp 900. Chị đâu không ngủ chưa? Hai nghìn chín trăm. Chị đã xỉu này 666. 222 666 5557. Ô, này như kiểu mọi người xếp số ấy. 600 này, 222 này, 500 này, xong 666. Mọi người xếp số à? Hay mình cũng xếp số ta? Có đẹp một tí. 787, chị cho bỏ 10 đô đi. 78. Sao lại để gì? Đi lên tròn gì? Tròn ở đấy. Đi tròn. Chỉ là cái số đô đang hiện tại thôi. Đô hiện tại cơ. Bỏ 10 đô đi. 622 555. Để em tích thêm 72 đô nữa. Sao được đấy? Thì 99. Ngồi đây được rồi. Em tính ra 72.
74 Yum. Wow. Từ giờ đến chiều. Ai à, giờ mới tích. Ai? Chị Điệp đây. Bây giờ. Trưa này chắc là chưa không ngủ rồi. Má. Đùa. 8, 9, 7 không đẹp. Chị Điệp ạ. Không đẹp. Số này không đẹp. Bác không đẹp còn gì nữa. Yeah. Giờ này ai thì mình 6k phát nhỉ. Yeah. Cười. Ôi cái đéo gì mục vậy. Chị mới đi ngủ mà chị lên được mấy trăm. Vừa dậy mà lúc dậy anh luôn. Anh đâu? Ủa? Vừa ra gặp mà. Đúng. Nhanh đi á. Đúng. Yêu này. Ơ, vừa ra thì mò vào đây có để ý không nhở? Thầy ghét thử không. Em để ý đâu? Thầy không để ý tâm. Ôi. Không nhớ á, tính nhất thấy đứng ở cửa. Ừ, mà em cũng chẳng nhìn rõ đâu. Em nhìn không nhìn rõ. Ừ. Không để ý tâm thì mới sao. Chất. Có gì đâu. Facebook có gì đâu. Đồ cơ mà đăng trước làm gì. À. Gì chịu. Giờ là ăn chơi nhở. Ăn chơi thật đấy. Chất thật đây. Mày có tình yêu khác. Chất thật đây. Tình yêu ở đây nó khác luôn à. Nào đi ăn trúng thưởng đây. Quảng mù quáng tình yêu thật đây. Nhộn quả màu tím là trung tình nhất phố nhà phố cho yêu. Đúng màu chị Nhung thích. Chị Nhung thích á? Nói chị Nhung thích thì bạn chị Nhung chi nhộn tím ấy nhưng mà chị Nhung không thấy. Mình biết còn chả còn nhanh hơn. Như gái em này nhộn phát là lên nhỉ. Mà tôi anh Hoàng ít. Cứ vài cái xong.